Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng, và số điện thoại để cô chú chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 13 tháng 8 năm 2020, thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến nhiều những mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Và phí vận chuyển bên em thì hiện tại sử dụng bên vận chuyển mới với cái giá cước cũng rất là hợp lý để cô chú anh chị không quá lăn tăn về cái phí vận chuyển ạ. Sau em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có. Trước tiên là cái lô hỏa hoàng cam, hàng Việt Nam cô chú anh chị nhé. Hỏa hoàng cam hàng Việt Nam thì bình thường với hàng hỏa hoàng cam đa số là hàng Lào ạ. Nhưng mà cái lô này là lô hỏa hoàng cam hàng Việt Nam với cái hoa của những năm vừa rồi rất là sai luôn. Hàng Việt Nam thì sẽ dễ thuần dễ chăm cô chú anh chị nhé. Giá nó sẽ nhỉnh hơn một xíu. Với giá em bán là 280.000 cho 1 kg ạ. Rồi tiếp theo bên này là dòng lan quế lan hương. Quế trắng tháng 8 mệnh danh là một cái dòng hàng đệ nhất hương ạ, với hoa thơm tuyệt vời. Và đây là dòng lá xếp cô chú anh chị nhé. Lá xếp thì tuy nhiên là lá xếp thì cô chú anh chị không phải là cây nào cũng xếp thẳng hết, mà cũng sẽ có cây cong và cây thẳng. Tuy nhiên dòng lá xếp thì cô chú anh chị hiểu là nó là những cây quế bản lá ngắn và lá to đẹp ạ. Và dòng quế lan hương hàng lá xếp này thì em sẽ bán xô to nhỏ. Xô to nhỏ nói chung là to thì cũng chỉ ở mức độ hàng trung thôi, chứ cũng không phải hàng khủng của chú anh chị nhé. Với giá em bán là 600.000 cho 1 kg dòng lan quế lan hương hay là quế trắng tháng 8 ạ. Và tiếp theo bên này là dòng lan hải táo. Thỉnh thoảng thì mới có dòng hải về thôi cô chú anh chị ạ. Hải táo ạ. Hải táo em bán với giá 180.000 cho 1 kg và em bán từ 0,3 kg trở lên. Và bên này là hoàng nhạn tháng 4, một dòng hàng hoa rất là thơm. Hoàng nhạn tháng 4 em bán với giá là 500.000 cho 1 kg hoàng nhạn tháng 4 nhé. Bên này là quế tím ạ. Quế tím hàng lá xếp tươi mướt đẹp như vậy thì giá em bán 140.000 cho 1 kg. Và giáng hương bạch nhạn là dòng hàng mà cho cô chú anh chị nào yêu thích cái dòng hoa màu trắng. Giáng hương bạch nhạn cây như vậy thôi mà vòi hoa vươn rất là cao dài và đẹp. Bạch nhạn em bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Và bên này đây là lô giáng hương đuôi sắp. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy lô giáng hương đuôi sắp hàng lá xếp, cây vừa vừa nhưng mà hàng lá xếp V rất là đẹp luôn ạ. Và giáng hương đuôi sắp lô này em bán 130.000 cho 1 kg nhé. Hoàng thảo vẩy rồng, một cái dòng hàng có hoa vàng rực rỡ và sức sống rất là mãnh liệt. Với giá em bán là 120.000 cho 1 kg hoàng thảo vẩy rồng. Và bên này là giáng hương đuôi chồn hàng Bắc nhé. Giáng hương đuôi chồn hàng Bắc đặc điểm là hoa thì rất là sai, dễ thuần, dễ chăm. Giáng hương đuôi chồn Bắc thì cũng sẽ có xô to nhỏ lẫn lộn nhau. Em bán hàng này với giá là 200.000 cho 1 kg giáng hương đuôi chồn Bắc. Và bên này đây là một dòng hàng theo em thì nó là một cái dòng lan đáng siêu tầm và đáng rất là đáng chơi. Đó là giáng hương tam bảo sắc hoa vàng ạ. Giáng hương tam bảo sắc hoa vàng với cái màu sắc vàng đẹp tuyệt vời. Sắc vàng tím đậm, vàng đậm với kết hợp với tím rất là đẹp cô chú anh chị này. Đẹp như là cái hoàng nhạn tháng 4 luôn, mà cái mùi hương thì rất là quyến rũ ạ. Dòng hàng này thì em bán với giá là 180.000 cho 1 kg. Và dòng tam bảo sắc hoa vàng này cũng không có phân bố rộng đâu cô chú anh chị ạ. Rất là ít vùng miền có, chỉ có một số vùng miền là có dòng hoa vàng này thôi. Và nghệ tâm. Nghệ tâm này, một bó to đùng luôn cô chú anh chị này. Để cô chú anh chị ghép được một giò đẹp luôn nhé. Nghệ tâm với giá em bán là 50.000 cho một bó nghệ tâm. Cô chú anh chị sưu tầm cho mình dòng hàng hoa đẹp ạ. Và bên này là hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ. Hoàng thảo môi tua em xin phép bán với giá là 130.000 cho 1 kg hoàng thảo môi tua ạ. Rồi tiếp theo bên này đây là lô kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng. Hàng lùn và thân ngắn, thân mập rất là đẹp luôn, xanh lá. Cô chú anh chị này, đó, hàng rất là xanh lá và hàng bản lá dày dặn này, xanh mướt luôn cô chú anh chị này. Cắt tỉa những cái thân già rất là kỹ rồi cô chú anh chị nhé. Và kiều tím miền Trung hay còn gọi là kiều hồng này em xin phép bán với giá là 300.000 cho 1 kg. Đây là thời điểm đẹp để cô chú anh chị có thể ghép cho mình những giò kiều tím để cô chú anh chị chơi hoa xuân ạ. Những cái dề kiều tím thân mập nú mà xanh lá rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Đấy, cô chú anh chị muốn lấy hàng dài em cũng có, mà cô chú anh chị muốn lấy hàng ngắn cũng có nhé. Rồi tiếp theo bên này là em có một ít quế lan hương. Đây là dòng quế lá lướt.
Cái phần quế lá lướt này cũng đủ cô chú anh chị, cây khá là lớn nhá, đủ cô chú anh chị ghép một giò đẹp. Lô quế lá lướt này em bán với giá là 140.000 cho lô quế lá lướt nhá. Và bên này là em có một dề hoàng thảo xoắn nù mập ú luôn này. Đó, hai dề chứ nhỉ, hai dề xoắn. Và một cái phần cẩm báo, đủ cô chú anh chị làm hai giò lan đẹp nhá. Và cái combo hai loại lan này em xin phép bán với giá là 150.000 cho combo hai loại lan này. Và bên này thì em có hoàng thảo hương vani này, với long nhãn này, rồi là linh tinh gì đó. Cái lô này em sẽ bán 30.000 cho lô này. Và tặng kèm theo một cái bó đây. Cái bó này em sẽ tặng kèm theo luôn, là cái bó hoàng thảo trúc mành. Nhìn nó khá là khô nhưng mà em thấy là cái phần gốc của nó cũng còn khá xanh. Cô chú anh chị về có thể trồng nhân giống này, cô chú anh chị này. Đấy, đợi mầm mới cô chú anh chị nhá. Đấy, thì cái chỗ này 30.000 em tặng kèm theo cái lô bên này nữa. Và bên này đây là hoàng thảo ý ngọc ạ. Hoàng thảo ý ngọc với giá em bán 180.000 cho 1 kg hoàng thảo ý ngọc. Hàng thân nhiều thân tơ và hiện tại cũng đang đi vào giai đoạn thấp ngọn rồi. Và bên này là hoàng thảo đùi gà. Hoàng thảo đùi gà tròn của vùng Tây Bắc thì cái phần hàng này hiện tại là thân cũng còn rất là khỏe tươi. Đấy. Ví dụ như những cái thân như thế này là hiện tại rụng hết lá như thế này là sang xuân mình sẽ được ngắm hoa cô chú anh chị nhé. Và cái lô đùi gà này thì nói chung là không có nhiều lá lắm nên là em sẽ bán thanh lý luôn. Với giá em bán bình thường là 190.000 đúng không ạ? Hôm nay em sẽ để giá 150.000 thanh lý cái lô đùi gà này nhé. Và tiếp theo bên này là lô đai châu. Đai châu Thái, và cô chú anh chị nhìn những cái cây đai châu Thái này thì thấy đa số là thân của nó là không màu tím mà đa số là thân xanh như vậy. Thì hàng này thì có thể sổ ra màu hồng cánh sen hoặc là màu trắng nhé cô chú anh chị. Và cái những cái cây chậu châu như vậy thì nó sẽ có ít nhất là bao nhiêu nhỉ? 2, 4 cặp lá trở lên. Và bản lá thì chắc phải tầm 8 sen đến 10 sen cô chú anh chị ạ. Bản lá rất là to rồi, với những cây châu như thế này thì chắc là đến Tết cô chú anh chị sẽ có một cái giò lan rất là đẹp để trưng vào những ngày Tết. Đấy, những cây châu to đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Bản lá to, hàng lá mít đẹp luôn ạ. Có thể sổ hai màu, đó là màu hồng cánh sen hoặc là màu trắng. Và những chậu to đẹp, châu to đẹp, hàng thuần chậu gỗ, không bỏ lá chân và không lỗi lá, hàng mít đẹp như thế này, em xin phép bán với giá là 400.000 cho một chậu châu như vậy. 400.000 cho chính chị nhé. Chậu nào thì cũng như chậu nào đều đẹp tăm tắp hết. Và bên này là dòng lan Sơn Thủy Tiên. Sơn Thủy Tiên, hàng thuần chậu. Hàng thuần chậu rất là thuần, rất là chuẩn rồi cô chú anh chị nhé. Cây giả hành thân rất là khỏe luôn ạ. Đây ạ, cô chú anh chị nhìn này. Giá thể chắc chắn và đã thuần lâu. Với cái giò Sơn Thủy Tiên đẹp như thế này, em xin phép bán với giá là 320.000 cho một chậu Sơn Thủy Tiên. Cái giả hành của nó đây ạ, căng mướt và tròn, to mập rất là đẹp luôn. 320.000 cho một giò Sơn Thủy Tiên đẹp như thế này. Và bên này là những cái giò Dendro Xiêng Hoa. Dendro Xiêng Hoa, dòng Dendro này thì sẽ cho mình hoa quanh năm của chú anh chị nhé. Sẽ cho mình hoa quanh năm. Và một chậu như vậy thì nó sẽ rơi từ 3 giả hành trở lên. 3 giả hành trở lên. Và những cái chậu Dendro như vậy thì nó sẽ cho hoa quanh năm và hoa rất là bền. Ví dụ như là trong một cái chậu như thế này thì sẽ có một cái giả hành này đang hoa thì giả hành kia sẽ cho nụ. Đó, và nó cứ và hoa này tàn thì cây bên kia nó lại nụ lên. Như vậy nên là nó sẽ hoa quanh năm ạ. Và hàng này thì rất là hợp với cô chú anh chị treo ban công hoặc là treo ở trong vườn, tạo cái không gian rất là rực rỡ và tươi đẹp cho cái khoảng sân cũng như là ban công của gia đình. Một chậu Dendro rất là đẹp như thế này em bán với giá là 85.000 cho một chậu. Và cô chú anh chị lấy cả hai chậu tức là một cặp ạ. Thì em sẽ để với giá là 150.000 cho một cặp cô chú anh chị nhé. 150.000 cho một cặp hai chậu Dendro xanh, khỏe và đẹp, hàng đang hoa và đang nụ. Và bên này đây là dòng Thiên Nga. Nói đến dòng Thiên Nga thì cô chú anh chị biết rằng là đã là Thiên Nga chuẩn màu thì rất là quý luôn cô chú anh chị nhỉ. Chứ không phải là như dòng Thiên Nga cát tum, hoa thì vằn nâu và tàn nhanh nhé. Đây là hàng chuẩn Thiên Nga và chuẩn mặt đông cho cô chú anh chị. Một dòng hàng hoa bền, đẹp và có hương thơm. Và một chậu Thiên Nga đặc biệt thứ nhất đó là Thiên Nga đen. Thiên Nga đen là hàng chuẩn bị đang nụ đấy ạ. Một dòng hàng rất là quý, giá thành cao. Em bán dòng Thiên Nga đen này với giá chỉ 280.000 cho một chậu thôi, hàng chuẩn bị đến mùa nụ cô chú anh chị nhỉ. Và bên này là dòng Thiên Nga đỏ ạ. Thiên Nga đỏ thì Thiên Nga đỏ là
Đây, thiên nga đỏ đây. Thiên nga đỏ thì hàng hiện tại là đang bắt đầu là đây, có cây thì đang bắt đầu nứt nụ như thế này. Có cây thì đã nhú hẳn nụ ra cô chú anh chị nhá. Và đối với dòng thiên nga thì cô chú anh chị chơi lan biết rồi, nó cứ bắt đầu đến mùa hoa là nó sẽ rụng lá, bắt đầu đến mùa hoa là sẽ rụng lá, và đến khi mà nó nở hoa thì lá gần như là nó rụng hết rồi cô chú anh chị. Nên là cô chú anh chị có thể thấy là với dòng thiên nga đỏ hàng đang nụ và sẽ có những cái lá vàng như thế này. Đó, nên là hàng hiện tượng như vậy là hoàn toàn là bình thường cô chú anh chị nhé. Với những cái cây thiên nga đỏ thì em sẽ bán với giá là 260.000 cho một chậu thiên nga đỏ, và thiên nga đen thì 280.000 cho một chậu nhé. Và bên này đây là dòng lan trầm trắng, hay người ta một số shop còn gọi là trầm bạch tuyết ạ. Trầm trắng hay là trầm bạch tuyết cô chú anh chị nhé. Một chậu thì nó sẽ rơi vào từ 3 thân trở lên thì nó cũng sẽ có thân ngắn, thân dài. Và một chậu trầm trắng đẹp như thế này thì em sẽ bán với giá là 180.000 cho một chậu. 180.000 cho một chậu trầm trắng, nó rơi vào 3 thân và sẽ rơi từ 3 thân trở lên. Cũng có trong một chậu sẽ có thân ngắn, thân dài cô chú anh chị. Và hàng này thì cô chú anh chị có thể sẽ được chơi hoa xuân nhé. Và bên này là dòng lan giả hạc hồng ngọc. Và đây là mặt hoa của dòng lan giả hạc hồng ngọc ạ, với màu sắc hồng ngọc, khuôn bông cánh hoa phi điệp cánh bầu hồng ngọc rất là đẹp như thế này. Và một chậu giả hạc hồng ngọc thì cô chú anh chị cũng sẽ được chơi hoa xuân luôn nhé. Đây này. Một chậu sẽ có 2 thân. Đấy. Một chậu nó sẽ có 2 thân hoặc là sẽ có 3 thân ạ. Nếu mà có 3 thân thì nó sẽ nhỏ hơn cô chú anh chị này. Đó. Và tuy nhiên thì tất cả những cái chậu này thì sang xuân cô chú anh chị có thể được ngắm hoa, mặt hoa xinh xắn của nó. Cây thì rất là khỏe và đẹp luôn. Chậu nào 2 thân thì nó sẽ rất là dài và đẹp hơn. Chậu 3 thân thì nó sẽ ngắn hơn. Và một chậu giả hạc hồng ngọc như vậy em bán với giá là 180.000 cho một chậu nhé. 180.000 cho một chậu giả hạc hồng ngọc. Và bên này là dòng lan giả hạc Di Linh Xuân. Dòng phi điệp tím sẽ nở hoa vào dịp Tết ạ. Và giả hạc Di Linh Xuân một chậu dài từ 15 cm em bán với giá là 180.000 cho một chậu giả hạc Di Linh Xuân. Và bên này là dòng phi điệp 5 cánh trắng mũi hồng. 5 cánh trắng mũi hồng thì một chậu sẽ có 1 thân. Chậu một thân xanh biếc và chuẩn, hiện tại thì đã sổ hoa ở nhà vườn và không khác gì, vẻ đẹp không khác gì dòng lan đột biến luôn. Một chậu 5 cánh trắng mũi hồng đẹp như vậy em sẽ bán với giá là 140.000 cho một chậu nhé. Và bên này là dòng nù tam bố ạ. Một chậu sẽ có 2 thân này, hàng đẹp từ thân lá đến đẹp từ hoa, hoặc là sẽ có 3 thân, nếu như là 3 thân thì nó sẽ ngắn cho chính chị nhỉ. 2 thân thì nó sẽ lớn hơn. Và một chậu nù tam bố như vậy thì em sẽ bán với giá là 110.000 cho một chậu nù tam bố nhé. Và bên này là giả hạc ta ly lưỡi đỏ. Dòng lan lưỡi vệt, một chậu có 1 thân hoặc là có 2 thân, nếu mà có 2 thân thì nó sẽ ngắn hơn. Và một chậu ta ly lưỡi đỏ lưỡi vệt thì em bán với giá là 100.000 cho một chậu ta ly lưỡi đỏ lưỡi vệt. Và sang bên này là em có một số chậu, em còn có 3 chậu thạch hộc tía hàng thanh lý. Đây ạ, 3 chậu như vậy. Mỗi một chậu em bán 70.000 cho một chậu. Và bên này là dòng lan giả hạc pháp giống. Hàng ươm ki chuẩn mặt hoa với cây mẹ rất là khỏe. Một chậu sẽ có từ ít nhất là 3 mầm, 4 mầm trở lên, 3 4 mầm trở lên. Đây cô chú anh chị này. Và một chậu giả hạc pháp như vậy thì ví dụ như chậu này thì nó có 3 mầm ạ. Nhưng mà cô chú anh chị có thể nhìn thấy là rất là dài đều luôn, dài đẹp luôn, có thể chơi hoa xuân nhé. Và một chậu như vậy thì em bán với giá là 100.000 cho một chậu giả hạc pháp. 100.000 cho một chậu giả hạc pháp như thế này. Như chậu này có 3 thân thì đều tăm tắp luôn ạ. Rồi tiếp theo sang bên này đây sẽ là những cái phần dáng hương đuôi cáo này, và những cái giò hàng lan thuần để chơi hoa Tết ạ. Và thêm những cái phần phi điệp tím hàng của vùng Cao Bằng, những chậu phi điệp tím của vùng Cao Bằng để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn nhé. Và cả thêm hàng ám cổ Văn Giang nữa. Thì em đã chia ra theo từng hình để giao lưu cùng cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái hàng mặt hàng đẹp nhất. Thứ nhất là những cái giò hạc vĩ thiên cung lự bố ạ. Thiên cung lự bố thì hàng hoàn toàn 100% là ươm ki và sẽ chuẩn mặt hoa nhé. Và thiên cung lự bố thì chỉ có hàng ươm ki thôi chứ không có hàng, không có hàng 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 kg đâu ạ. Và đây là mặt hoa của hàng vĩ thiên cung lự bố này. Thì em có cái chậu số 1.
chợ số 1 Thiên Cung Lữ Bố số 1 đây ạ. Cây thì không có lớn lắm. À không. Đây là dòng giả hạc hoa hồng chứ. Chậu này là chậu Thiên Cung Lữ Bố. Vậy em có giò Thiên Cung Lữ Bố số 7 ạ. Thiên Cung Lữ Bố số 7 em bán với giá là 220.000 này. Rồi là Thiên Cung Lữ Bố hình số 8. Đây, Thiên Cung Lữ Bố hình số 8 với giá em bán 200.000. Và Thiên Cung Lữ Bố hình số 9 với giá là 240.000, rất là nhiều mầm đẹp. Và bên này sẽ là những cái giò giả hạc hoa hồng đỏ. Giả hạc hoa hồng đỏ của chú chị nhé. Với những cái cây mà thân không có lớn lắm đâu, nhưng mà khi mà sổ hoa thì nó rất là đẹp luôn. Giả hạc hoa hồng đỏ ạ. Đây ạ, cô chú anh chị cùng nhìn cho em cái mặt hoa của dòng giả hạc hoa hồng đỏ. Tím, hồng, bông hoa to, sai hoa, rất là đẹp luôn. Nhìn thân như vậy thôi nhưng mà khi mà sổ hoa thì đẹp lắm, cô chú anh chị này. Em có những cái giò giả hạc hoa hồng trước đây thì ở năm ngoái ạ, thời điểm năm ngoái thì em có những cái bảng to khoảng tầm 14-15 thân thì giá của nó là rơi vào 700-800 nghìn, tức là mỗi một thân tương ứng với khoảng tầm 50.000. Tuy nhiên thì những cái giò giả hạc hoa hồng hôm nay thì giá của nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Em có giò giả hạc hoa hồng hình số 1 ạ, với giá chỉ 200.000 thôi này. Giả hạc hoa hồng hình số 2 với giá 180.000. Và giả hạc hoa hồng hình số 3. Giả hạc hoa hồng hình số 3 với giá 180.000. Giả hạc hoa hồng hình số 4. Đây. Giả hạc hoa hồng hình số 4 với giá 180.000. Giả hạc hoa hồng hình số 5 với giá 200.000 ạ. Giả hạc hoa hồng hình số 6. Dạ. Giả hạc hoa hồng hình số 6 với giá 180.000. Giả hạc hoa hồng hình số 37 nhá. Hơi bị nhảy góc một tí ạ. Giả hạc hoa hồng hình 37 với giá 220.000. Giả hạc hoa hồng 38 với giá là 220.000, rất là đẹp luôn. Và giả hạc hoa hồng hình 39 với giá là 200.000. Và giả hạc hoa hồng hình số 40 là 200.000 ạ. Rồi sang bên này sẽ là những cái giò trầm rồng đỏ. Cô chú anh chị nhìn cái độ nù của nó đây ạ. Hàng này thì không chỉ chơi hoa mà chơi thân lá không đã mê rồi. Hiện tại còn chưa, hàng còn chưa thấp ngọn mà thân đã to mập và to như cái ngón tay cái luôn rồi cô chú anh chị nhé. Hàng lá xếp, bản lá dày cộp rất là đẹp luôn. Chiều dài của mỗi một thân thì nó sẽ rơi vào khoảng từ 50cm trở lên rồi ạ. Và em những cái hàng này thì nó sẽ nở hoa vào dịp Tết. Màu đỏ, cái sắc đỏ khi mà nở vào những ngày Tết thì nó sẽ tạo cho cô chú anh chị một cái cảm giác một năm mới may mắn và an lành cũng như là ấm cúng cho gia đình, tạo cái không gian rất là ấm cúng cho gia đình trong những ngày Tết ạ. Em có cái giò thứ nhất là giò số 10. Giò số 10 này, hàng này ngoài cái vẻ đẹp ra thì nó còn rất là thơm nữa. Hình số 10 trầm rồng đỏ số 10 với 3 thân dài đều đẹp như vậy, em bán 640.000. 640.000 cho hình số 10. Và hình số 11 ạ. Hình số 11 đây cô chú anh chị này. Hình số 11 với 2 thân cũng rất là to bự luôn. Đó. 2 thân to bự rất là đẹp luôn. Hình số 11 với giá em bán là 480.000. Và hình số 12. Số 12 thì cô chú anh chị nhìn thấy là nó có 3 thân. 3 thân, trong đó có 2 thân to và 1 thân ngắn hơn. 2 thân dài, 1 thân ngắn hơn. Và thêm một cái thân, 2 cái thân nhỏ dưới này nữa chứ. Tổng là thành 5 thân luôn đấy ạ. Và cái giò này em bán với giá là 620.000 cho giò này, cô chú anh chị nhé. 620.000 cho giò số 12 ạ. Và giò số 13. Giò số 13, 3 thân nặng trĩu luôn của chú anh chị này, to bự đẹp như vậy, với giá 650.000. Và giò số 14, 620.000. 620.000 với 3 thân. Và sang bên này sẽ là dòng giả hạc châu Như lưỡi đỏ và dòng lan lưỡi bệt. Hoa thì đẹp, nổi tiếng rất là lâu nay rồi.
Em thấy là nhiều nơi thì người ta bán mỗi một thân giả hạc châu Như có thể lên đến cả 1 triệu đồng cho một thân ạ. Về mặt hoa của dòng giả hạc châu Như đây cô chú anh chị nhé, có thể nở hoa Tết hoặc là xuân. Em có giò châu Như số 15, châu Như số 15 với giá chỉ 360.000 thôi, cô chú anh chị được một giò châu Như đẹp như vậy này. Và châu Như số 16, châu Như 16 với giá là 360.000. Châu Như số 17, hai thân dài, đây một thân dài khoảng tầm 80 cm, một thân khoảng tầm 45 cm, thêm một thân ngắn ở dưới nữa với giá 360.000. Và châu Như số, châu Sư Như số 18, hai thân khỏe đẹp như vậy, 320.000. Và châu Như số 19, ba thân đẹp ạ, ba thân rất là khỏe đẹp luôn này. Châu Như 19 với giá 380.000. Châu Như 20, châu Như 20 đây cô chú chị nhé, châu Như 20 này có tổng tất cả là 4 thân với giá là 400.000 thôi ạ. 400.000 cô chú anh chị sưu tầm cho mình một cái mặt hoa cực đẹp luôn nhé. Và châu Như số 21, châu Như số 21 với 3 thân đẹp như thế này, giá là 450.000. Và châu Như số 22, châu Như số 22 này với giá là 350.000, có 3 thân, 2 thân dài, 1 thân ngắn ở dưới này. Và châu Như số 23, 350.000 ạ. Có tất cả là 4 thân, các anh chị này, 4 thân, 1 thân dài với 3 thân ngắn hơn. Và châu Như số 24, châu Như 24 cũng là 3 thân ạ. 3 thân trong đó có 2 thân dài từ 60 cm rồi, 1 thân khoảng tầm 40 cm. Giò này em bán 450.000. Và hình tiếp theo là phi điệp tím của vùng Cao Bằng. Một chậu với 4 thân lá xếp, thân nù, lá xếp, lá nhựa đẹp như vậy. Chiều dài mỗi một thân thì hiện tại cũng phải trên 40 cm hết rồi ạ. Hàng này không chỉ đẹp mà nù rụt rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Và chậu phi điệp 4 thân đẹp này em bán với giá là 1.200.000. 1.200.000 hiện tại chưa phình thân mà cô chú anh chị nhìn thấy cái độ nù của nó này. Đấy, rất là nù luôn cô chú anh chị nhé. Vừa nù vừa rụt là hàng lá xếp luôn ạ, đây ạ. Rồi tiếp theo là hình số 26. Hình số 26 này với 3 thân, giò phi điệp 3 thân, 400.000. Và phi điệp 27 của vùng Cao Bằng với tổng là 5 thân ngắn dài với giá là 680.000. Và tiếp theo một giò số, giò số 28, một cái giò điệp vùng Cao Bằng chơi thân lá, thân lá thì tuyệt vời luôn. Hàng đang đi ngọn, lá căng mướt, lá gân đi ạ. Lá gân rất là đẹp luôn. Lá dày và lá gân rất là đẹp nhá. Đấy cô chú anh chị nhìn cái bản lá của nó này. Lá gân rất là đẹp. Hàng này, giò này thì là có 5 thân dài và thêm 6 ki nhỏ nữa. Cô chú anh chị về chăm đến sang năm thôi thì chắc chắn là sung xuê đẹp tuyệt vời luôn rồi. Giò này em bán 1.500.000. Nói chung là giò này thì thân lá quá đẹp luôn. Tiếp theo là hình số 29. Hình 29 với giá 380.000 cũng là một giò điệp vùng Cao Bằng với 2 thân nù. Sang bên này sẽ là dòng điệp hàng gieo hạt nhé. Hàng điệp gieo hạt này thì với mặt bông tím đậm và ai được ngắm thì không thể nào, ai đã được xem thì đều trầm trồ về cái mặt hoa của nó. Đây ạ, đây là giò điệp mà đã nở tại vườn nhà em. Mặt bông của nó đây, đều bông hoa rất là to luôn. Cô chú ý chị nhìn kích cỡ của nó trên cái bàn tay của em thì biết ạ. Và tất cả những cái cây này thì sang xuân đều sẽ cho cô chú ý chị được ngắm hoa nhé. Hình số 30, 30 em bán với giá 160.000 thôi ạ. Và hình số 31 cũng 160.000 này. Và hình số 32 một rề rất là đẹp luôn với giá 180.000. Hình số 33 cũng 180.000. Và hình số 34 150.000. Hình số 35 một nhánh điệp của vùng Cao Bằng với giá là 160.000. Tiếp theo hình 36 em còn có duy nhất một cái giò, một hai cái ki ám cổ, hai kiến ám cổ Văn Giang nhé. Dòng hàng mà đẹp và được lưu giữ giống từ rất là lâu rồi. Đấy, mặt hoa đẹp nhá, lưu giữ giống rất là lâu rồi. Cái giò ám cổ Văn Giang hai ki khỏe đẹp đã ra rễ như thế này rồi, em bán với giá là 250.000 cho chậu ám cổ Văn Giang này. Và em cũng nói thêm là cái dòng này cái giá thể của nó rất là xốp, rất là, nó rất là tơi thoáng. Chính vì vậy mà
cái rễ của nó thì hiện tại cũng mới bắt đầu ra rễ thôi, nên là nó sẽ chưa bám sâu. Chính vì vậy mà khi vận chuyển đóng gói nó có thể bị rung lắc và nó có thể bị bung ra cô chú anh chị nhé. Về cô chú anh chị cứ chèn lại là được. 250.000 cho giò ám cổ Văn Giang, cô chú anh chị sưu tầm cho mình một mặt bông đẹp nhé. Rồi tiếp theo sang bên này sẽ là những cái hình dáng hương đuôi cáo ạ. Đuôi cáo số 41. Đuôi cáo 41, một hình cáo lá nhiều cây lá xếp đẹp như vậy, 7 cây 180.000. Đuôi cáo 42. 5 cây cáo, 5 cây cáo to đều đẹp nhé, 180.000. Và đuôi cáo hình tiếp theo hình 43. Cáo 43 này cô chú anh chị nhìn thấy cũng nhiều cây xếp đẹp, 180.000 có 10 cây. Và cáo 44, hình 44 này ạ. Hình 44 này em có tất cả là 8 cây và ở đây có nguyên một rể rất là xinh luôn cô chú anh chị này. Đó, và thêm những cây rời này nữa. Hình này rất là đẹp luôn ạ. Em bán hình này với giá là 190.000 cho cái hình số 44, 8 cây, tính tất cả thành 8 cây. Và hình số 45, 14 cây cáo, 170.000. Và hình số 46 có 13 cây cáo, cô chú anh chị nhìn thấy là cũng nhiều cây xếp sinh ạ. 13 cây cáo, nhiều cây xếp sinh với giá là 180.000. Và hình tiếp theo là hình số 47. 47 có 11 cây cáo, hình này em bán với giá 160.000. Và hình số 48 có tất cả là 25 cây cáo giống. 25 cây cáo giống, nhiều cây xếp rất là đẹp luôn. Đó, chọn lựa rất là kỹ luôn, hình này em bán 250.000. Và tiếp theo là ở đâu 200 hình này có 25 cây ạ. Em bán 180.000 thôi nhá. Là hình số 48 đấy ạ. Và hình số 49 thì em có những cây cáo to ạ. Có 8 cây cáo to, 170.000 cho hình này. Và hình số 50. Hình 50 14 cây cáo. 14 cây cáo này. Đây ạ. 14 cây cáo như vậy em bán 170.000. Và hình tiếp theo là hình số 51. Hình 51 này thì em có xem nào, có 4 cây cáo rất là to luôn. Đấy. Số này cô chú anh chị làm được một giò đẹp nhá. Ở trong đó thì có một ngọn này thì dân đi rừng hái thì nó hơi va chạm và dập cái lá ngọn này một tí đây. Đấy, cái phần cáo này em bán 180.000. Và tiếp theo sang hình số 52. Một phần cáo xếp sinh ạ. 52 một phần cáo xếp sinh như vậy có tổng tất cả là 5 cây cô chú anh chị nhá. Có tổng tất cả là 5 cây cáo đẹp này. Hình này em bán 170.000 thôi nhá. 170.000 quá đẹp ạ. Hình tiếp theo là hình số 53. 53 này có 10 cây cáo với giá 160.000. Và 54. 54 thì có 16 cây cáo. 180.000 cho hình này. Và sang hình số 55 là em có một phần trâu giống. Trâu giống 55 đây. Trâu giống 55 này có tất cả là 20 cây trâu giống nhá. 20 cây trâu giống này em bán 220.000, tức là mỗi một cây trâu như vậy chỉ rơi vào có hơn 10.000 một xíu thôi ạ. Hình 56 thì có 18 cây. 18 cây trâu giống đẹp. Đấy, cái hàng này thì hiện tại nếu mà ở trong khu vực miền Nam ấy thì hàng này người ta nhập giá trên cả 1 triệu luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, tuy nhiên thì ở đây thì hàng này là hàng ngoài Bắc của mình, nó lẻ tẻ thì là người ta không nhập vườn thì em bán lẻ ở chỗ này này. Hình 56 có 18 cây 220.000. Và hình tiếp theo hình 57 có một cây trâu rất là đẹp này. Với thêm 2 cây này bị lỗi lá. Cái hình 57 này em bán với giá chỉ 100.000 thôi nhá. Dạ, thì ngoài ra thì em còn có thêm những chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan này. Phùng Nguyễn. Phùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp ạ. Siêu da rễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Và B1 Thái với giá 40.000 cho một lọ này. Cái cắt tan đặc trị thối nhũng của Thái tác dụng ngay sau một lần sử dụng với giá 35.000 cho một lọ. Keo liền da Mỹ Tiến 40.000 cho một lọ. Atonic 10.000 cho một gói. Bả sen với giá 20.000 cho một gói. Và B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ. Cái thuốc trị rệp và các loại sâu gây hại cho cây trồng với giá 20.000 cho một lọ. Duy đỏ, duy xanh 50.000 cho một ống. Duy đỏ 60.000 cho một ống. 3 loại phân bón NPK. Phân bón lá NPK dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây, đồng giá 30.000 cho một lọ. Và 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát, cũng có 3 loại dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây, cũng đồng giá 30.000 cho một lọ. Miếng bẫy ruồi vàng 10.000 cho một miếng. Và cái phân bón vi sinh
kháng nấm hữu hiệu Trichoderma với khối lượng 100g, 20.000 cho một gói. Và cái hộp này khối lượng cũng là Trichoderma, cái hộp phân bón vi sinh kháng nấm tuyệt vời này với khối lượng 1kg với giá 130.000 cho một lọ. Và dây buộc lan ạ. Dây buộc lan chiều dài 100m có dao cắt kèm theo với giá là 35.000 cho một cuộn này. Và em có thêm rêu rừng 50.000 cho 1kg, vỏ thông và phân dê 20.000 cho 1kg ạ. Có thêm dớn đĩa 20.000 cho một cái, chậu nhựa và móc treo. Đặc biệt có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt ạ. Có nhiều cái có khả năng sát khuẩn cũng như là tạo cái diệt khuẩn trong không khí này, tạo cái mùi hương an thần, giúp cho người sử dụng tạo cảm giác thư giãn và an thần ạ. Ngoài ra rất là nhiều cái tác dụng dược liệu tuyệt vời khác. Thì cái sản phẩm tinh dầu hồi này em bán với giá là 40.000 cho một lọ. Một lọ có dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt, thể tích 10ml nhé. Hàng này thì nguyên liệu từ địa phương, sản xuất tại địa phương, nên là cô chú anh chị hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là giá thành. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị các mặt hàng hôm nay bên em đang có, và